đường hoa Nguyễn Huệ Tết giáp thịnh 2024 chính thức bắt đầu thi công ngày 21 tháng 1 2024 với nhiều điểm đặc sắc độc đáo so với các năm trước chủ đề của đường hoa năm nay là xuân yêu thương Tết xum vầy được công bố sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho các nghệ sĩ sáng tạo và đơn vị thi công với cái chủ đề sau khi được duyệt thì vào thời điểm tháng 4 Sài Gòn Tourist đã uh, xây dựng được cái nhiệm vụ thiết kế À, và mời tất cả các đơn vị thiết kế của cả nước tham gia cái thiết kế năm nay quá hoành tráng và gần như rằng là rất độc đáo nhưng mà tất cả đều có các cái kết cấu ở trên cao à, chính vì vậy nên chúng tôi cũng phải mời à, khoảng 6 đến 7 đơn vị cùng tham gia góp ý cái thiết kế của ba đại cảnh đó chính là lưỡng long À, triều liên đó là à, thuyền hoa và nhất đại thăng long ngay từ giây phút ban đầu cho đến giờ này đã chọn ra được 9 đơn vị để thi công trong đó là ba đơn vị thi công đại cảnh ba đơn vị thi công tiểu cảnh và ba đơn vị sẽ cung cấp hoa Điểm nổi bật của đường hoa năm nay là sự xuất hiện của ba linh vật trồng có chiều dài lớn hơn 100 mét tại cảnh cổng chào và cổng kết, lập kỷ lục với kích thước con giáp lớn nhất từng xuất hiện trên đường hoa. Các linh vật được làm từ chất liệu thân thiện với môi trường, với hơn 90% chất liệu được sử dụng trong công đoạn ốt tạo hình, làm từ mây tre và mảnh quạt năng. Đây cũng là năm đầu tiên chín cây hoàng kim có chiều cao từ 1 đến 3,6 mét được chế tác bởi các nghệ nhân Việt Nam xuất hiện trên đường hoa. Ban tổ chức sẽ chuyển quyền sở hữu 3 linh vật trồng và hai cây hoàng kim cao 30cm cho các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm sau khi sự kiện kết thúc. Tất cả số tiền thu được sẽ được trao tặng cho các quỹ từ thiện. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn sẽ phục vụ nhu cầu du xuân và thưởng ngoạn của cả người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 7 tháng 2 2024 đến 21 giờ ngày 14 tháng 2 2024.